cơ sở khuôn dọn Sóc Trăng chào các bạn nha. Hôm nay thì Trung hướng dẫn các bạn mình làm cái miệng chậu thủ công. Thì đây là cái mẫu chậu 6 tấc quay ngày hôm qua. Thì ngày hôm sau các bạn tiến hành lật lên để làm miệng. Thì cái mẫu chậu này là cái mẫu chậu dạng sâu lồng, miệng thì nó hơi bè. Thì cái chậu này Trung làm theo đơn khách đặt tại Sóc Trăng. Thì đợt trước Trung đã làm hoàn thiện, sơn phết hoàn thiện và giao với khách hàng 20 cái rồi. Thì hôm nay thì tiếp tục khách hàng mua thêm nha bạn. Thì trước khi các bạn mình làm miệng thì đầu tiên thì các bạn mình xử lý cái phần miệng cho nó láng trước. Thì các bạn dùng cái lưỡi cưa sắt các bạn cạo láng cái phần miệng. Thì cái miệng chậu còn rất là mềm nên là mình dùng lưỡi cưa mình cạo rất là nhẹ nhàng đó. Thì tùy theo cái mẫu chậu, thì chậu nhỏ thì mình có thể là cách ngày mình lật lên. Còn mà chậu lớn hơn từ cái chậu 80 trở lên thì các bạn có thể là ngày rưỡi 2 ngày nha bạn, chứ không phải là chậu nào mình quay một ngày thì ngày sau mình lật lên. Thì những cái chậu mà lớn hơn thì khi mình lật sớm quá thì nó dễ bị bể cái dành miệng nha bạn. Thì cái chậu này thì lúc làm thì đã chế bên dưới cái dành miệng cái lớp hầu dầu, nên là khi cạo thì các bạn thấy là cạo qua cơ bản thì cái miệng chậu rất là láng, rất là đẹp. Thì một lát nữa mình làm những công đoạn tiếp theo thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Và các bạn mình dùng cái bay các bạn cạo cát sạch sẽ bên trong cái lồng chậu ra. Thì các bạn thấy là cái lồng chậu cũng rất là láng nha bạn. Thì lúc ban đầu thì mình quay cái lồng cát các bạn quay kỹ, các bạn chọi cho nó láng cho nó đẹp. Thì tất nhiên là khi cái chậu thì các bạn thấy cái lồng trong thì nó sẽ đẹp hơn. Thì làm chậu thì đòi hỏi các bạn mình tỉ mỉ và kỹ lưỡng từng khâu một, thì cái chậu nó trở nên nó rất là đẹp nha bạn. Quét sạch cát bên trong cái lồng chậu ra ngoài. Thì ban nãy thì mình dùng cái bay thì chỉ cạo cái phần cát nhiều thôi, còn những cát nhỏ nhỏ nó dính trong cái chậu thì mình phải dùng cái chổi mình quét nó mới sạch được nha các bạn. Bên cơ sở có bán nước sơn, bột màu và keo sơn chậu chất lượng. Thì nước sơn này thì Trung đã sử dụng nhiều năm qua, sơn chậu rất là tốt, không có bong chóc nha bạn. Thì cái độ bền này cũng rất là cao, nên là các bạn nào mình có nhu cầu mua nước sơn này về mình sử dụng sơn chậu kiển thì các bạn liên hệ với Trung thì Trung sẽ hỗ trợ. Thì qua đó Trung sẽ hướng dẫn cái kỹ thuật mình pha màu hoặc là phối màu để mình về mình sơn cái chậu mình cho nó đẹp hơn, cho nó hoàn thiện hơn. Cái miệng chậu này các bạn làm miệng chậu thì mình để trong mát cho bạn, hoặc là có bóng cây các bạn để dưới cái bóng cây cho nó mát. Chứ miệng chậu này mình làm thì các bạn đừng có đem ra nắng mình khó làm hơn nha bạn. Hoặc là đem ra nắng thì hồ nó khô áp quá thì cái miệng chậu nó sẽ không có chất lượng. Thì để quét miệng chậu các bạn sử dụng xi măng tốt, xi măng không có chớp nha bạn. Các bạn pha cho nó đặc, các bạn dùng cọ các bạn quét bên trên cái dành miệng. Thì thường thường nếu mà các bạn pha nó đặc thì mình quét khoảng 2 quận, còn các bạn pha lỏng thì mình phải quét nhiều lần cho nó đủ cái miệng thì mình mới tiến hành mình kéo miệng nha bạn. Ngoài bán chậu thì Trung còn bán khuôn nha bạn.
khuôn thì Trung bán mẫu chậu tròn mai vàng truyền thống, thì bộ dao thì có từ 30 cho tới 1m2, còn chậu quay gấp dán chữ quay văn thì có từ 60 cho tới 1m5. Thì những cái mẫu khuôn bên cơ sở thì Trung cung cấp thì khuôn đảm bảo chất lượng. Và đó các bạn mua khuôn bên cơ sở thì Trung sẽ hỗ trợ kỹ thuật hoặc là hướng dẫn các bạn qua những cái video Trung chia sẻ trên YouTube. Thì các bạn nào mình có mua khuôn thì các bạn liên hệ và Trung sẽ hỗ trợ tư vấn cũng như báo giá cho các bạn. Chờ cái miệng chậu khô thì các bạn pha cái hồ dầu cho nó lỏng hơn để mình quét bên trong cái lòng chậu luôn nha bạn. Để một lát ở đây khi mình kéo miệng thì mình lấy luôn cái miệng chậu và cái lòng chậu nó đẹp luôn nha bạn. Kéo miệng chậu, kéo miệng chậu các bạn sử dụng cái bọc ni lông hoặc là những cái bọc nào các bạn cảm thấy nó dẻo, nó có cái độ cứng vừa phải thì các bạn dùng cái lưỡi lam các bạn gọc cái bọc thì nó có chiều dài. Nếu mà gọc cái bọc thì chiều dài khoảng tầm 20 hai tấc cũng được nha bạn, cho dài cho nó dễ cầm. Thì các bạn gấp đôi lại, thì gấp đôi thì lưu ý là cái miếng bên dưới thì các bạn gấp cho nó dư ra xíu, còn cái miếng bên trên các bạn thu lại một xíu, thu lại khoảng chừng 5-6 ly gì đó, xong các bạn gấp, các bạn vuốt cho nó có cái nếp gấp, rồi xong thì mình nhúng nước và mình sử dụng cái bọc đó để mình kéo miệng. Thì cái bọc gọc lưỡi lam các bạn gọc một cái đường thẳng cho nó láng nha bạn. Nhưng mà các bạn gọc sọc lăn cưa thì khi mà kéo lên cái miệng chậu nó sẽ có cái lằn, thì cái miệng chậu nó sẽ không có láng được nha bạn. Các bạn kéo cái miệng chậu thì chừng nào cho cái miệng chậu nó kéo láng thì các bạn thấy láng các bạn ngưng. Thì đó là những cái miệng chậu thì Trung đã làm hoàn thiện nha bạn. Thì cái này thì chờ cho nó khô, ngày hôm nay nó khô thì ngày mai các bạn đem ra cái vị trí nào mình cần sơn, bạn đem các bạn chất hoặc là kê cao trên đó, thì chừng nào mình sơn
thì các bạn ra chỉ vệ sinh quét cát cho nó sạch thì mình chỉ tiến hành mình sơn là xong nha bạn. Thì video chung hướng dẫn kỹ thuật làm cái miệng chậu thủ công thì tới đây thì cũng xin kết thúc. Thì cuối video chung chúc quý khách hàng các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn phát đạt và thành công trong cuộc sống nha.